Đám cưới mình thì mặc kính bưng, lúc dự đám cưới người khác Lâm Khánh Chi khiến cô dâu tức nghẹn là vì. Đi dự đám cưới của người khác mà Lâm Khánh Chi ngoan hiền như của mình thì các cô dâu đã không buồn. Được mời đi dự thì ăn mặc bốc lửa, thế nhưng trong đám cưới của mình, nữ ca sĩ lại ngoan hiền hẳn, vẫn hoành tráng khi thay tận 4 bộ trang phục nhưng đều khá kín đáo. Lâm Khánh Chi còn có hai bộ áo dài và không hở tí da thịt nào, tuy nhiên cả hai bộ đều có vạt áo dài cả chục mét. Ngoài ra, cô còn có hai bộ váy kiểu dạ hội khác màu cam đất và màu đỏ, cả hai đều có lớp vải voan trước ngực nên không hề thấy phản cảm. Váy cam đất Lâm Khánh Chi diện lúc đón khách. Chiếc váy đỏ có chút gợi cảm hơn, nhưng nhờ lớp voan phần vai áo đã giúp cô che chắn bớt. Nhiều người đoán rằng có lẽ Lâm Khánh Chi không muốn ăn mặc quá phóng khoáng trước gia đình nhà chồng, nên mới chọn đồ cưới như vậy. Một điều đặc biệt đó là dự đám cưới Lâm Khánh Chi rất chăm mặc đồ trắng, nhưng đến ngày vui của cô thì chẳng có bộ nào màu trắng cả. Luôn tự nhận mình là công chúa, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Lâm Khánh Chi cũng đều khiến cho mọi người phải trầm trồ trước những bộ cánh táo bạo của mình. Thậm chí đến mức đi ăn cưới cũng không nể mặt cô dâu, mà chọn ngay bộ váy trắng khoe ngực lồng lộn. Cho dù có là người quen thân thiết đến mấy, cô dâu chắc hẳn cũng cảm thấy ấm ức. Váy trắng bồng bềnh như cô dâu nếu không biết cách mời, còn tưởng nhầm đám cưới của Lâm Khánh Chi. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Khánh Chi khiến cô dâu phải lép vế, mà rất nhiều lần khác cũng vậy. Trong đám cưới thanh bạch giữa một dàn chị em xinh tươi, Lâm Khánh Chi vẫn rất nổi bật với bộ váy khoét ngực. Lễ đính hôn ngọt ngào của top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016 và soái ca cảnh sát. Hình ảnh lễ đính hôn của top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016 Trần Tố Như cùng bạn trai là hot boy cảnh sát đang được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Hôm qua 28 tháng 12, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016 Tố Như tổ chức lễ đính hôn ở quê nhà Thái Nguyên. Mặc dù mới 21 tuổi và chưa tốt nghiệp đại học, nhưng cô đã quyết định sớm xây dựng tổ ấm vì muốn có được một cuộc sống ổn định. Người chồng điển trai của mỹ nhân sinh năm 1997 là Trung Hiếu, chàng trai từng gây sốt trên mạng xã hội bởi hình ảnh anh cảnh sát soái ca làm cho bao nhiêu cô gái phải ngã gục. Trong ảnh, người đẹp Thái Nguyên nổi bật với áo dài nhung màu đỏ kết hợp cùng phụ kiện vòng ngọc trai, để tóc búi, còn ông xã lịch lãm với bộ vest xanh. Nụ cười hạnh phúc của cô dâu trong ngày trọng đại cuộc đời. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên trong lễ ăn hỏi được hé lộ, rất nhiều khán giả bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến Tố Như và Trung Hiếu. Hình ảnh chú rể rạng rỡ trong ngày đám hỏi. Dàn phù dâu xinh đẹp. Trần Tố Như sinh năm 1997 tại Thái Nguyên, cô sở hữu chiều cao 1m72, nặng 54kg, cùng số đo 3 vòng lần lượt 83, 62 và 94, trước khi giành danh hiệu Hoa hậu khả ái năm 2016. Người đẹp từng đăng quang Hoa khôi thanh niên Thanh Lịch và thời trang thành phố Thái Nguyên. Được biết, Tố Như và Trung Hiếu quen biết nhau qua một người chị mà cả hai chơi rất thân từ sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Yêu nhau hơn một năm và đây là cái kết đầy viên mãn cho chuyện tình đẹp của cặp trai tài gái sắc. Vốn là người kín tiếng nên Tố Như rất ít khi chia sẻ cuộc sống riêng với mọi người. Sau lễ ăn hỏi, cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 5 tháng 1, 2018 tại nhà trai ở Nam Định và nhà gái ở Thái Nguyên. Cùng diện áo dài cưới màu vàng, mỹ nhân Việt nào đẹp đốm tim nhất? Trong vô vàn những gam màu dành cho ngày trọng đại, mỹ nhân Việt lại chọn sắc vàng cho những tà áo dài cưới để trông thật sang trọng và nổi bật. Gần đây nhất chính là đám cưới của Lâm Khánh Chi vừa được diễn ra sáng ngày 28 tháng 12. Trong lễ gia tiên, nữ ca sĩ không chỉ chọn sắc vàng trên nền vải lụa họa tiết cho chiếc áo dài cưới sang trọng và bắt mắt của mình, mà ngay cả chú rể cũng diện cùng kiểu một cách đồng điệu. Ngọc Quyên và ông xã Việt Kiều cũng chọn áo dài vàng mang hơi hướng cổ truyền. Với Thúy Nga, trong ngày trọng đại, cô vẫn giữ nguyên phong dáng của chiếc áo dài cưới ngày xưa, với chiếc áo khoác ngoài chất liệu von xuyên thấu kết hợp gam màu vàng chủ đạo. Vẫn là sắc vàng nhưng cặp đôi Lương Thế Thành và Trúc Diễm lại chọn chiếc áo dài đôi gam màu nhẹ hơn, hơi nghiêng về sắc vàng đồng. Trong ngày vui của siêu mẫu Đức Tiến và Hoa hậu Bình Phương, cô dâu mặc áo dài vàng đến kim tuyến với phần cổ cách điệu bắt mắt,
còn chú rể lại ngược lại chọn gam màu đỏ rực rỡ, thêu họa tiết rồng bay mạnh mẽ. Sao Việt và thời trang sân bay từ quá lố đến thảm họa. Nhiều sao Việt không đóng hài nhưng lại chọc cười khán giả bằng những bộ cánh lượm thượm, đôi khi lại lố quá mức quy định. Hẳn là sao Việt không kịp soi gương trước khi ra sân bay. Mở đầu cho chủ đề thảm họa này là ba cô nàng gà nhà Vũ Khắc Tiệp. Mặc dù đi chung với nhau nhưng cả ba cô lại lạc quẻ đến kỳ lạ. Ngọc Trinh có vẻ là người khác biệt nhất. Mỗi người một kiểu còn mang cả cao gót cao lên khen nữa cơ chứ. Chỉ đi ra sân bay mà Ngọc Trinh cũng diện nguyên cây trên sàn các quốc, cô mix đôi bút đen cùng blazer đỏ tươi nổi bật. Mới nhìn thì nghĩ bộ đồ này khá là chất, nhưng đây là lên máy bay chứ không phải true style đâu nhé. Với sở thích diện các bộ đồ sexy, item yêu thích của cô là những bộ đồ có độ hở cao. Đôi cao gót cũng không ăn nhập gì với chiếc váy maxin họ táo bạo thế kia đâu hả anh? Đây là cách Trang Khều muốn gây chú ý ở sân bay, đôi bút cao cổ màu đỏ kết hợp với quần thụng màu xanh rất không liên quan. Diện nguyên cả cây đỏ ra sân bay của Diễm Hương có phần hơi quá lố. Người đẹp Khánh My xuất hiện tại sân bay với chiếc váy ngắn cũng cỡn, hở trên thiếu dưới. Không cần phán xem có hợp thời điểm hay không, chỉ cần nhìn ánh mắt của những hành khách khác có mặt tại sân bay sẽ rõ. Hình ảnh của cụ người mẫu Thúy Hằng tại sân bay khá lượm thượm, cô còn diện hẳn một chiếc áo choàng ngủ von mỏng tang. Nàng Diễm Bikinix nổi bừng bật với gam màu cam từ A đến Z, tuy nhiên chiếc thắt lưng lại trong vòng hai của mi to hơn mà không phải tạo điểm nhấn eo như ý định ban đầu. Người đẹp nên dời phần đai thắt lưng lên 5 cm nữa để vòng eo trông thon gọn hơn. Có lẽ do quá bận rộn, Ngọc Hân đã diện nguyên trang phục đi sự kiện ra sân bay. Những sao Việt nhận được của hồi môn khủng đủ để đổi đời. Rất nhiều sao Việt như Lâm Khánh Chi, Khởi My nhận được của hồi môn khủng trước khi theo chàng về dinh. Lâm Khánh Chi. Trước khi đám cưới diễn ra, Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ về của hồi môn cô nhận được từ bố mẹ đẻ là biệt thự 3 tầng tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, có giá 7 tỷ đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt. Theo thông tin Lâm Khánh Chi nghe ngóng thì nhà chồng sẽ chuẩn bị cho cô và ông xã một căn nhà riêng tại Vũng Tàu và chuẩn bị tất cả trang sức cưới hỏi. Mới đây, đám cưới của Lâm Khánh Chi đặc biệt gây chú ý bởi những món quà hồi môn siêu khủng. Khởi My. Trong lễ đính hôn, Khởi My được mẹ chồng trao vòng tay kiềng cổ và cả bông tai bằng vàng. Đến ngày cưới, mẹ Khởi My cũng tặng lại con rể một chiếc kiềng vàng. Ngoài ra, trên cổ cô dâu cũng đeo rất nhiều dây chuyền và vòng tay bằng vàng khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Hải Băng, nữ ca sĩ được gia đình chồng tặng rất nhiều trang sức bằng vàng gồm dây chuyền, vòng tay trong lễ đính hôn với Thành Đạt. Thủy Tiên, ngày cưới, ca sĩ Thủy Tiên được chồng và người thân trao cho rất nhiều trang sức có giá trị. Được biết, tổng giá trị trang sức giọng ca Giấc Mơ Tuyến Trắng Đường Dận trong ngày cưới lên tới gần 2 tỷ đồng. Trà My Idol, ca sĩ Trà My được gia đình tặng của hồi môn bằng vàng trong ngày trọng đại. Ngoài ra, Trà My còn nhận được rất nhiều trang sức được thiết kế tinh xảo và có giá không hề rẻ. Hoa hậu Thu Ngân, trong lễ thành hôn, Hoa hậu Thu Ngân được tặng nhiều vòng kiềng bằng vàng, nhẫn vàng. Đặc biệt, theo nguồn tin được biết, mẹ ruột Hoa hậu còn tặng cho con gái một chiếc nhẫn kim cương có giá xấp xỉ 1 tỷ đồng. Khi về tới nhà trai, gần chục chiếc kiềng vàng loại lớn trên cổ khiến Thu Ngân khá vướng víu, nên cô phải nhờ người thân tháo bớt vàng đi cất cho tiện di chuyển. Khánh Ngọc, mất hết tất cả sau ly hôn, trong đầu tôi lóe lên ý định tự tử. Giải nhất tiếng hát truyền hình 2004 bật khóc, kể lại quãng thời gian suy sụp vừa qua. Ca sĩ Khánh Ngọc tổ chức họp báo ra mắt album thứ 6 trong sự nghiệp, chiều 28 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 12 năm ca hát. Đây là lần đầu tiên Khánh Ngọc có cuộc gặp gỡ chính thức với báo giới, được ca sĩ chia sẻ. Năm 2004 đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình, thành phố Hồ Chí Minh xong, cô đầu quân về công ty nhạc xanh khoảng 5 năm. Suốt thời gian đó, cô chủ yếu có những cuộc gặp gỡ chung với các ca sĩ độc quyền khác của công ty. Sau khi rời nhạc xanh, cô hoạt động riêng lẻ. Cuộc sống và sự nghiệp có nhiều xáo trộn khiến cô chưa từng có một cuộc họp báo đúng nghĩa. Hơn nữa, cô chia sẻ thật.
Trong 6-7 năm qua, cô không có tiền làm album nên không có lý do gì để họp báo. Tiết lộ này của Khánh Ngọc khiến nhiều người bất ngờ, vì cô cùng Nhật Tinh Anh cùng được ví là cặp đôi sóng thần sau thành công của hit Vầng Trăng Khóc. Cá nhân Khánh Ngọc cũng từng rất ăn khách với bản solo Mộng Thủy Tinh. Những năm 2005 đến 2010, đi đến đâu khán giả cũng có thể nghe tiếng hát của Khánh Ngọc, và cô cũng rất đắt show cả trong nước lẫn hải ngoại. Chỉ trong vài năm ca hát, Khánh Ngọc đã mua được nhà riêng, xe hơi và tích góp được tiền tỷ. Khánh Ngọc rơi nước mắt kể lại những biến cố trong 7 năm qua khiến cô lao đao, mất phương hướng. Năm 2011, Khánh Ngọc lấy chồng, hai vợ chồng làm ăn nhưng thua lỗ, mất sạch tiền, sinh con đầu lòng được 1 năm, vợ chồng cô bắt đầu làm thủ tục ly dị. Lúc đó tiền mất, tình không còn, nhan sắc cũng không. Khánh Ngọc chỉ còn biết trông chờ vào giọng hát để đi cày, kiếm lại từng đồng để nuôi con. Thế nhưng cô đau đớn khi giọng hát không còn được như xưa. Việc băng quyết sau sinh khiến cột hơi của cô không còn, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Đi vài chục mét là thở hổn hển. Nữ ca sĩ buồn bã vì cô vào nghề bằng một giải nhất về âm nhạc mà lúc đó không thể hát nổi. Bầu show chê, khán giả chê, Khánh Ngọc không còn tinh thần để làm việc. Tôi suy sụp hoàn toàn, trong đầu tôi lóe lên ý định tự tử. Chỉ là lóe lên thôi, sau đó tôi nghĩ mình còn đứa con. Con trai cần mình không thể ra đi như vậy. Khánh Ngọc bật khóc nhớ lại. Khánh Ngọc lao vào tập thể dục, tập yoga, đi tụng kinh Phật để ổn định tinh thần và sức khỏe. Sau đó cô quyết đi tìm lại cột hơi bằng mọi cách, đến nhà thầy cô Thanh Nhạc để học. Sau một thời gian, giọng ca của Khánh Ngọc đã được cải thiện phần nào, dù không thể như trước. Nữ ca sĩ biết mình vẫn còn nhiều hạn chế trong giọng hát nên phải rèn luyện mỗi ngày. Khi ổn định lại mọi thứ, Khánh Ngọc có những cơ hội mới trong công việc. Cô dần tích góp được một số tiền để đổi nhà mới và làm album để trở lại với khán giả. Hạnh Phúc Nơi Nào gồm 10 ca khúc từng nổi tiếng qua giọng hát của cố danh ca Ngọc Lan được Khánh Ngọc làm mới lại. Nữ ca sĩ hâm mộ Ngọc Lan từ lâu nhưng không có ý định bắt chước cách thể hiện của đàn chị mà hát theo cảm nhận của riêng mình. Khánh Ngọc nói, những ca khúc trong album rất hợp tâm trạng, cảm xúc của cô. Khi thu âm bài hát chủ đề Hạnh Phúc Nơi Nào, cô đã bật khóc. Sau 4 năm ly hôn, Khánh Ngọc đã có những mối quan hệ mới, nhưng đến giờ cô vẫn chưa thật sự tìm được người yêu mình, vừa có thể thương con trai cô. Nếu bắt đầu với người đàn ông nào mà thấy không ổn, cô lập tức dừng lại. Với sản phẩm âm nhạc mới, Khánh Ngọc chỉ mong có được nhiều show diễn hơn, còn chuyện tình cảm thì cứ để tự nhiên. Đến chúc mừng Khánh Ngọc còn có người tình âm nhạc Nhật Tinh Anh, họ gắn bó với nhau được 12 năm. Năm 2005, hit Vầng Trăng Khóc giúp họ được khán giả yêu mến. Chứng kiến những sóng gió trong cuộc đời Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh rất thương cô. Nhật Tinh Anh nói, khi thấy Khánh Ngọc vội vã kết hôn, anh rất lo lắng, vì cái gì đến nhanh thì sẽ đi nhanh. Tuy nhiên anh vẫn mừng và mong cho cô được hạnh phúc. Song hạnh phúc này kéo dài không được bao lâu, thì nữ ca sĩ rơi vào khủng hoảng. Khi thấy Khánh Ngọc trở lại với album này, Nhật Tinh Anh vui cho cô và mong cô thật thành công. Quách Tuấn Du cũng là người đồng nghiệp rất thân thiết, luôn ở bên cạnh Khánh Ngọc khi cô gặp khó khăn.